Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong đợt hội quân đội tuyển quốc gia tháng 6 để chuẩn bị cho hai màn đọ sức cùng với đội tuyển Philippines và Iraq, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã triệu tập 4 thủ môn gồm có Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Nguyễn Đình Triệu và Quan Văn Chuẩn. Trong số này, hai chàng trai Việt Kiều được đánh giá cao nhất ở cuộc cạnh tranh cho suất bắt chính trong ít ngày tới nhưng có vẻ như là ở thời điểm hiện tại, Lâm Tây đang chiếm ưu thế so với người đồng nghiệp cho sự lựa chọn trước khung gỗ đến từ chiến lược gia người Hàn Quốc. Trên thực tế, rất nhiều người đã kỳ vọng vào Nguyễn Philip kể từ khi anh sở hữu quốc tịch Việt Nam vào tháng 11 năm 2023 và lo ngại cho vị trí của Đặng Văn Lâm. Với cái mát của người gác đền đã chứng tỏ được đẳng cấp ở tại châu Âu, chàng trai sinh năm 1992 tất nhiên là nhận được sự kỳ vọng cực lớn Tuy nhiên, tình thế đã phần nào đảo chiều sau màn trình diễn không tốt của nhân tố đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội tại đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ trong suốt thời gian qua. Sau khi có quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Philip đã ngay lập tức bắt chính ở tại Asian Cup 2023 và hai màn đọ sức tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Indonesia. Trong đó thì trận nào anh cũng để thủng lưới. Sau 5 lần chính thức đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam, Chàng trai mang hai dòng máu Việt và Séc đã để thủng lưới tới 12 lần và những chiến binh sao vàng đều nhận thất bại. Tại V-League 2023-2024, anh cũng 24 lần vào lưới nhặt bóng trong 28 bản thua của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bên cạnh đó là những sai lầm nghiệp dư hết sức khó tin trước câu lạc bộ Nam Định hay là BKMX Bình Dương. Trong giai đoạn Nguyễn Philip chơi cho đội tuyển Việt Nam thì Đặng Văn Lâm đã không góp mặt vì dính chân thương. Còn khi người đồng nghiệp có dấu hiệu xuống phong độ, thì đó lại là lúc Lâm Tây thi đấu tốt ở tại Bình Định, góp công lớn vào vị trí thứ hai của đội bóng đất võ ở đấu trường V-League tính đến thời điểm hiện tại. Rõ ràng cán cân cho vị trí người gác đền tại đội tuyển Việt Nam đang dần đổi chiều. Trong một phát biểu gần đây, huấn luyện viên Trần Tiến Đại của câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đã chỉ rõ điểm yếu của Nguyễn Philip. Ông nói rằng Nguyễn Philip về nước đã lâu nhưng chưa có tiến bộ vượt bậc về tiếng Việt. Giao tiếp khó khăn đã khiến cho hàng thủ của đội bóng chơi không tốt bản thân Nguyễn Philip cũng mắc một số sai lầm trong thời gian gần đây. Dù sao, cậu ấy cũng là một cầu thủ đẳng cấp và giàu kinh nghiệm. Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ sớm cải thiện tình hình và giữ sạch lưới. Về điều này thì Đặng Văn Lâm lại có phần nhỉnh hơn khá nhiều so với người đồng nghiệp khi mà anh đã nhiều năm chơi bóng ở tại V-League và đội tuyển quốc gia. Dẫu sao, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang sở hữu trong tay hai nhân tố chất lượng trước khung gỗ và đó là điều tốt cho đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại và hướng đến màn ra mắt đội tuyển Việt Nam vào ngày mùng 6 tháng 6 tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải xác định được câu trả lời cho cuộc so kè nóng bỏng giữa hai gã khổng lồ tài năng là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip. Đặng Văn Lâm được xem là tấm gương thành công kiểu mẫu đại diện cho làn sóng các cầu thủ Việt kiều hồi hương cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, tỏa sáng trong chức vô địch AFF Cup 2018, á quân AFF Cup 2022 và vào đến tứ kết Asian Cup 2019. Điểm mạnh nhất của Văn Lâm chính là thể hình cao lớn với 1m88 và sải tay dài giúp chống bóng bổng tốt, đặc biệt là mạnh trong các tình huống một đối một nhờ vào phản xạ cứu bóng rất nhanh. Thêm vào đó, quãng thời gian về nước lâu giúp cho Văn Lâm dễ dàng trao đổi trực tiếp bằng tiếng Việt với các đồng đội, đặc biệt là ăn ý với những trung vệ ở phía trước nhờ nhiều năm kề vai sát cánh ở mọi giải đấu lớn nhỏ trong suốt triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, có phần tạo nên kỷ lục rất khó bị phá vỡ là 588 phút giữ sạch mảnh lưới liên tiếp ở tại AFF Cup. Về phần mình thì Nguyễn Philip là đối trọng rất đáng gờm với Đặng Văn Lâm, được đánh giá là đi sau về trước khi mà chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Philip Truje ở tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và ở Asian Cup 2023. So về thể hình thì Nguyễn Philip với chiều cao 1m92 còn cao to hơn cả Đặng Văn Lâm, có nhiều năm chơi bóng ở tại châu Âu. Anh từng nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc vào năm 2019 và được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc một năm sau đó Đặc biệt, nhiều chuyên gia cho rằng Nguyễn Philip có lợi thế nhờ sở hữu khả năng chơi bóng bằng chân tốt hơn Đặng Văn Lâm, giúp cho anh tham gia sâu vào việc triển khai bóng từ dưới lên và đó đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, không may mắn cho Nguyễn Philip khi mà giai đoạn anh được trọng dụng tại đội tuyển Việt Nam lại đúng lúc huấn luyện viên Philip Truje mắc hàng loạt những sai lầm, cố gắng sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ chưa kịp chín dẫn đến thua 10 trong tổng số 11 trận gần nhất. Ở cấp câu lạc bộ, Nguyễn Philip cũng đang không có được phong độ tốt. Việc câu lạc bộ Công an Hà Nội thay đến 6 huấn luyện viên trưởng trong vòng 1 năm rưỡi qua khiến cho họ thiếu ổn định. Bất lợi này phần nào cũng ảnh hưởng đến khả năng bọc lót cho hàng thủ, đã nhận tới 4 trận thua liên tiếp kể từ khi huấn luyện viên Kiatisak ra đi. Tổng cộng thì đội bóng đã để thủng lưới tới 28 bàn sau 22 vòng đấu tại V-League 2023-2024, so với chỉ 21 bàn sau 20 vòng đấu ở V-League 2023. Điều này trái ngược so với màn trình diễn của Đặng Văn Lâm đang giúp cho câu lạc bộ Bình Định bay cao ở vị trí nhì bảng V-League 2023-2024 với nền tảng là hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu, chỉ 24 bàn thua sau 22 trận đấu. Đặc biệt, Văn Lâm đã chủ động đề nghị huấn luyện viên thủ môn ở câu lạc bộ Bình Định rèn luyện cho anh thêm khả năng xử lý bóng bằng chân để thu hẹp những bất lợi của bản thân trong cuộc ganh đua thầm lặng nhưng đầy quyết tâm và song phẳng với Nguyễn Philip. Cũng bởi quá máu lửa như thế, mới xuất hiện một chút ma sát giữa Đặng Văn Lâm và huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy trong buổi tập của câu lạc bộ Bình Định. Rất may là hai thầy trò đã nhanh chóng giải quyết hiểu lầm bằng một buổi nói chuyện kéo dài 25 phút một cách thẳng thắn trước khi Lâm Tây lên tập trung đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của hai thủ môn Việt Kiều tài năng trên đội tuyển quốc gia cũng khiến cho các cổ động viên cảm thấy thích thú và đưa ra những so sánh Bản thân người trong cuộc Đặng Văn Lâm cũng đưa ra đánh giá rằng việc cạnh tranh giữa anh và các thủ môn khác, đặc biệt là Nguyễn Philip là hết sức bình thường. Nguyễn Philip là một cầu thủ rất đẳng cấp, anh ấy từng thi đấu ở châu Âu và có kinh nghiệm lớn. Giữa tôi và Nguyễn Philip có nhiều điểm tương đồng. Tôi và Philip chạc tuổi nhau, cả hai cũng là những cầu thủ Việt kiều về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng là Philip cũng có suy nghĩ giống tôi, đó là cảm thấy vinh dự, tự hào và khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Với chúng tôi, chuyện cạnh tranh từ cấp độ câu lạc bộ lên đội tuyển quốc gia là điều bình thường. Quyết định chọn ai đứng ở trong khung gỗ là quyền của huấn luyện viên trưởng. Chúng tôi luôn hy vọng một bầu không khí sôi nổi, hào hứng trên đội tuyển Việt Nam. Tôi và Nguyễn Philip chưa có nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Ở khách sạn thì tôi cùng phòng với Tuấn Tài, Philip ở một phòng khác, nhưng tôi tin rằng trong vài ngày tới cả hai cũng sẽ có dịp để chia sẻ nhiều hơn. Bản thân tôi cũng muốn nghe Philip kể về sự nghiệp thi đấu ở tại châu Âu, kỷ niệm ra sân ở tại Europa League. Tôi tin là mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ anh ấy, giống như khi tôi còn chơi bóng ở Nhật Bản cho Cerezo Osaka. Thủ môn sinh năm 1993 cũng hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những cầu thủ Việt kiều giống như anh và Philip. Nhiều cầu thủ Việt kiều đều khát khao cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên chúng tôi sẽ cần thời gian để làm quen với cuộc sống ở giải đất hình chữ S này. Một khi đã bắt nhịp, cầu thủ Việt kiều sẽ đóng góp được nhiều cho bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều khó khăn. Trong giai đoạn đầu đến Việt Nam cách đây hơn 10 năm trước, từ việc chưa thạo ngôn ngữ, am hiểu văn hóa Việt Nam cho đến việc làm quen với khác biệt về môi trường bóng đá so với khi còn ở Nga. Đã có lúc tôi cảm thấy rất khó khăn khi mà thách thức bủa vây lấy mình, nhưng tôi tin rằng dòng máu Việt Nam giúp cho tôi thêm mạnh mẽ, thêm động lực để vượt qua tất cả. Về phía Nguyễn Philip thì anh cũng coi Đặng Văn Lâm là bạn hơn là đối thủ. Văn Lâm có lợi thế nhờ nói tiếng Việt tốt hơn cùng với nhiều năm chơi bóng ở tại đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn cạnh tranh sòng phẳng vì mục tiêu chung của đội tuyển. Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Philip tạm thời mặc áo số 1 hướng đến vòng loại World Cup 2026 với động lực mạnh mẽ nhờ khích lệ từ tin vui mà bà xã Anteta Nguyễn chuẩn bị hạ sinh người con thứ hai sau cậu cả Philip đã 4 tuổi. Cuộc so kè quyết liệt, hấp dẫn giữa hai gã khổng lồ Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip sẽ chỉ đem đến điểm tích cực cho đội tuyển Việt Nam, đặt ra cho huấn luyện viên Kim Sang Sik cơn đau đầu dễ chịu khi phải chọn ra vị trí số 1 trong khung thành của đội tuyển Việt Nam ở ngày ra mắt trước đối thủ Philippines vào ngày mùng 6 tháng 6 tới. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vang bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.